Ngân hàng nhà nước vừa có thông báo về việc dừng phát hành thẻ ATM từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 và thay thế bằng thẻ chip. Theo thông tư mới, dự kiến việc thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 để tạo điều kiện cho các ngân hàng có khoảng thời gian triển khai các biện pháp phù hợp trong việc dừng phát hành thẻ từ. Ngoài ra, các ngân hàng nhà nước cũng kéo dài thời hạn buộc các thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của Tổ chức Thanh toán thẻ tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa thêm một năm so với quy định cũ đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2021 sẽ có 100% thẻ ngân hàng và các thiết bị chấp nhận thẻ tại Việt Nam phải được chuyển sang tiêu chuẩn chip. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng đang xin gia hạn vì nhiều khả năng khó về đích vào năm 2021 do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.